Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, nay em về mấy cái hàng sau đây mọi người. Đang có về được mấy cái bếp bếp điện từ của Nhật. Xài điện 100V nha. Với mấy cái bình chứa hơi ha. Chung có hai cái bình chứa hơi là cao áp ha. Một cái áp thấp của Đức, một cái của Đức. Cái kia của Nhật. Rồi này cây tripod của chân điện máy chụp hình nè, một bữa bán nào giận ha. Bắt đầu hỏi quá. Tại vì em cũng nói luôn là em không có nhận đặt trước mọi người. Vì cái hàng cũ này không biết khi nào mới nó về thì khi nào mới có ha, mà đúng cái mẫu đó nữa. Thì sẽ không có nhận đặt trước. Chung thì có khi nào thì lên mọi người gặp thì mua ha. Này có một cái cây tỉa cành rất là đẹp luôn, nó dài mà nó cái mỏ nó cong để cho mình tỉa mấy cái cành ở trên cao hoặc là nó sát dưới mặt đất ha, cũng tỉa được cái cỏ được. Rồi đây là cái bấm rivet của nước Anh rất là độc, bấm rivet loại dùng trong cơ khí này kia ha, đóng tàu này kia đó, nó dùng đứng đó mọi người, có nghi về đứng hoặc trên trần nhà cũng được, bóng nó cao tại vì nó kéo dài ra nè ha, kéo dài ra hụt vô rất là độc. Rồi hước dây nè, hước cuộn 50 m, đây là cái máy khò. Rồi với mấy cái như này, tấm chăn với lại tấm chăn của Nhật mọi người, với cái khăn trải bàn ha. Rồi cái ba lô với lại có một cái áo truyền thống của Nhật, áo áo khoác. Rồi đầu tiên giới thiệu mấy cái đây, cái bếp điện từ ha, điện từ của Nhật. Rồi mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên 0348 30 843, rồi nhắn tin hoặc gọi điện cho mọi người. Rồi khách mới vui lòng chuyển khoản giúp em. Khách mới thì chốt hàng thì cho đầy đủ thông tin tên với địa chỉ, rồi em nhắn tài khoản ha. Ok thì chốt rồi chuyển khoản giúp em. Rồi khách quen rồi thì mình có thể ship code hoặc là chuyển khoản cũng được. Chuyển khoản thì nó đỡ cái phí ship cho mình ha. Giá trên là em chưa có bao gồm phí ship cho mọi người ha. Mọi người tự trả phí ship. Em ship là ship bên bưu điện Viettel ha. Ship thường. Đa số là ship thường. Hầu như hồi đó giờ bán thì rất là ít khi các bác kêu ship nhanh ha. Hiếm lắm một vài trường hợp. Đó. Cho nên là những cái dụng cụ này kia thì mình ship thường cho nó rẻ. Giá thì nó dao động từ 10.000 ha. Phí ship á từ 10.000 đến chung thì nó cũng tùy việc xa gần ha. Còn thấp nhất là 10.000. Đó. Cũng như mấy món cao cao thì cỡ 80-100 trăm. Bự á, món nó chắc bự lắm. Ví dụ như cái này chẳng hạn thì tầm 50 ha. Cái xếp nó là vậy. Nó tham khảo thôi chứ nó cũng không có chính xác. Chỉ cần mình gói hàng vô kìa ha, rồi nó cân lên thì nó mới chính xác nha mọi người. Nhưng nói chung là nó phí xếp thường thì nó rất là rẻ rồi. Rồi đầu tiên test mấy máy này nè. Chung về được 4 con ha, 4 con bếp từ. Nó là nguyên viên điện điện 100 nha. Điện 100V ha. Đây điện 100V nè. Công suất này 1.300W. Có cái quạt tản nhiệt nữa ha. Đó, này chân cắm điện. Đó. Ở đây là có 4 con.
Con này là thì nó hiển thị số trên cái màn hình này ha. Hai con này hiển thị số này. Rồi con này có được con này là mặt kiến cường lực nha mọi người. Nè. Ha, mặt kiến. Nó là mặt kiến. Đây, quạt tĩnh nhiệt nó to. Này nhìn thấy nó to hơn cái đó. Đây, cũng là điện 100V nha. Mọi người chú ý giúp em. Này cam lộn nó là nó đứt cục chì, có thể là hên hên thì nó đứt cục chì, mình thay cục chì được ha, còn không biết bên trong mỗi con nó mỗi khác, có khi cắm thì nó chết luôn thì phải sửa. Rồi nói chung này là điện nguyên trên 100V ha. Ở đây là nó xài cộng dây điện này nha mọi người, dây nguồn zin của nó nè, cái dây có cái cục 500 nó hít ha, mình để gần là nó hít vô đó, từ hít vô ha, rút ra nó cũng nhanh. Rồi điện trăm đem thử nè. Bếp này là bếp từ tính nha mọi người, nên mọi người xài cái mấy cái dụng nồi chảo là nó bằng kim loại ha, nó mới nhận nha mọi người nè, bằng kim loại chứ hình như là bằng nhôm nó không có nhận mọi người ha. Rồi này để lên rồi bật lên ha. Đó. Đây nó có số báo đồ với lại tiếng Nhật không, chung là không biết. Người muốn chính xác thì mình dịch nó ra ha. Còn cứ để lên dây, kéo lên dây là nó nhận là nó nấu sôi thôi. Còn nhiều chức năng trong đây thì phải tìm hiểu mọi người. Này là nấu gì đây nè, nó bật đèn xanh lên rồi. Đó, nó chuẩn bị sôi lên rồi. À, nó sôi nè ha, nước sôi rồi. Nước đã sôi mọi người.
này tăng giảm đều mà. Rất là dễ xài luôn. Nói chung là test sóng ok không? Chức năng thì mọi người phải tìm hiểu, em không có gần cái tiếng Nhật gì luôn. Kích thước là 35 34 nhân 34 nhân 34 mọi người. Để biết. Rồi mã số 1 ha, 900 ngàn. Này nó có chế độ mọi người. Đây có chế độ nè, nó có để cái hình cho biết. Nó tăng giảm rồi ha. Cái gì không biết luôn rồi. Giống như có hẹn giờ nữa nè ha. Này chức năng nó nhiều hơn cái con kia luôn. Nhưng nói chung là mình muốn nấu thì cứ để lên là bật lên nó nấu à. Đó nó nấu sôi nè. Rồi tắt. Rồi mã số 2 nha. 1 triệu. Đây nó nóng ở trung tâm rồi mọi người. Nè. Rồi tiếp theo con này. Đây 100V 1300W ha. Coi còn lại bao nhiêu watt ta. Bây giờ bị nóng. Rồi 1300W luôn nha mọi người. 100V 1300W ha. Rồi nãy giờ là ba con 1300W hết nha. Rồi đúng rồi, 1300W ha. Con này cũng 1300W. Điện 100V. Đó, con này cắm vô cái nó nhảy đèn lên ha. Rồi. Nấu. Rồi nấu là mình bấm nút này ha. Rồi nấu. Còn mấy chức năng kia hẹn giờ hẹn hẹn kia là như nó có nè, nói chung không biết xài. Rồi độ C luôn nè, 90 độ C, phần giảm độ C ha, giảm nhiệt độ, tăng giảm cái 10 nấc, chung là công suất là sao, rồi chạy. Nó đang nấu là nó kêu xì xì cho nó nấu á, nó sôi lên đó. Rồi con này mã số 3 ha, cũng 1 triệu nha mọi người, 1 triệu. Cái này hãng của Nhật, ông quay. Con này là đây, Yuji Gucci ha, hãng con voi á mọi người, em nhớ không lầm là nó là con voi á.
hãng có cái biểu tượng con voi, thường sản xuất mấy bình giữ nhiệt nóng lạnh này kia đó. Rồi soi kìa. Rồi cái này tắt xem. À, tắt đây, bấm bên đây tắt. Bên đây chạy ha. Đó, bấm đây là chạy ha, bấm nút đỏ nó chạy. Rồi nút này tắt. Ok. Rồi tiếp theo con cuối cùng là cái con cái gì quên ta, à, mặt kiến nha mọi người, mặt cường lực đó, nó là mặt cường lực ha. Con này là 1400W ha, điện 100V, 1400W. Mặt này nó dễ lau chùi ha. Lúc này nó dính bụi nhiều mọi người, giờ lau chùi cho nó đẹp hơn. Chứ nó không có bị, nói chung là không có bị mớp mẻ gì hết á. Dính bụi thôi. Rồi, con này kích thước nó là 36. 36 x 30. Ờ, lên điện là nó chưa chạy ha, chưa chạy nó như vậy luôn. Rồi bấm bếp lên, rồi bỏ cái nồi lên nó nhận. Từ này được cái mình bấm nó chạm thôi, nó chứ nó không có cần nhấn nút. Nó cảm ứng từ. Ở đây nhiệt độ là điều chỉnh. Hai trăm hai C là nghĩa là 22 độ C hả? Chúng đặt lên là nó nấu mọi người. Còn mấy chức năng khác mọi người thấy tìm hiểu ha. Ở đây giống hẹn giờ nè ha. Rồi hẹn giờ nè. Hẹn giờ nó chạy bao nhiêu rồi nó tắt. Còn bấm trở lại là nó nấu, tự động nó nấu. Rồi đang nấu kìa, sôi lên rồi. Đó, sôi bùng luôn. Rồi tắt. Tắt lại nút bên đây ha. Rồi ok. Rồi con này mã số 4 nha mọi người. 1 triệu 3. 1 triệu 300 ngàn. Này điện 100V nhưng hết nha mọi người. Trung hạ nhập đa số điện 100V nha. Điện tấm lộn nó bị cháy. Rồi tiếp theo giới thiệu cây cây cắt cành trên cao ha, tỉa cành, tỉa cành, tỉa lá, tỉa cỏ này kia cũng được. Và tại vì nó thiết kế là cái lưỡi nó đây, cái lưỡi nó cong một góc khoảng khoảng chừng 40 độ ha, nó gần gần 45. Nói chung là nó làm cái thế mình đứng như vậy mình sẽ cắt sát cái mép thẳng thẳng góc với mặt đất ha. Nè. Cái lưỡi nó thẳng góc. Rồi.
ở đây nó kéo dài cái càng này ra được luôn nha. Đây đây cái càng này kéo dài ra được đường kính là sát cái mặt là lưỡi đi, ra được 110 mm là 1m1 á. Bấm cái nút rồi kéo lên ha. Đó. À, rồi. Bấm nút đẩy xuống. Nó có một cái khóa gài ở đây nha, bấm nút nó sẽ gài. Này. Nó có hướng dẫn này mọi người. Rồi cái lưỡi nó nè. Cái miếng này là để nó kê sát với mặt đất để mình không có đụng sát cái lưỡi xuống đó ha, chặn lại đó. Này lưỡi còn đẹp lắm nha, cái này gần như nó xài chắc chưa xài luôn mọi người, chưa có dấu hiệu rồi nó xài luôn, nếu có xài chắc 1-2 lần ha. Này thép nó còn đang mung nữa, chưa có gì hết nữa. Rồi lưỡi này nó dài đây, cái lưỡi cỡ 15 cm ha. Rồi 17.5, chính xác là 17.5 ha cái lưỡi. Rồi cái cắt cành này mã số 5 nha, 800.000. Cái này đọc của mọi người. Ít khi là thấy nó cái cả loại này lắm á. Rất ít thấy. Rồi tiếp theo là cây nè. Cây rút đi về nha. Đây rút đi về. Đọc chưa? Rút đi về của Allen. Công ty là Tucker gì à? Fattini ha. Đây Allen. Beham Allen. Đây nó có 3 đầu 2 hế nha mọi người, 1, 2 nè, 3 đầu ha. 3 cỡ VV không dụng. Ở đây em lấy VV inox để em test mọi người, VV inox của Nhật ha. Nó full bằng inox hết. Mở vô thử. Ở đây mình nhả ra là mình rút nó ra về. Nó nhả miệng ha mọi người. Rút hẳn ra hết. Mình nhả miệng để mình rút con VV vô ha. Rồi mới mình bắt xuống coi, mình nhấn xuống là nó rút ha, nhấn xuống là nó rút đó. Rồi nhấn 2 cái là nó ăn rồi. Nếu mà vô phôi thì chắc cỡ 1 cái ha, tùy phôi nó dày hay thấp ha. Đó bấm không 2 cái rồi nó ăn, rút ra hết cỡ là nó nhả. Này. Răng bám rất là chắc. Còn rất mới luôn nha. Con này nói chung là nó thiết kế rất độc. Chuyên dụng để bấm đứng nha mọi người, bấm đứng hoặc là bấm trên trần trên cao. Bấm trên trần á. Hoặc bấm dưới đất mà mình đứng mình bấm rất là tiện. Mà nó độc. Làm kiểu con cá, giống cái màng con cá. Giống con cá. Rồi bấm về mã số 6 nha. 900.000. Từ 7 cái dây an toàn nè. Cái dây này là phụ kiện trong bộ an toàn ha.
nhưng mà mình xài nó là để đu dây ha mọi người. Đó. Đu dây, đu trên cao tuột xuống, tại vì đây là cái loại cái cơ cấu nó là trượt một chiều ha. Nè, ở đây là đu vô thắt lưng mình nè ha. Nè, khi đu trên đây là móc trên cao, móc trên núi như chẳng hạn, ở đây tuột xuống bấm nó sẽ nhả, bấm vô ha, bấm vô nó nhả. Đó. Buông ra nó sẽ một chiều, nó đứng lại. Bấm vô nó nhả ha, buông ra nó đứng. Móc khóa an toàn. Dây 16 ly. Dây này mọi người có một cuộn dài mọi người hai vô ha. Là mình được một cái cuộn để leo núi đu dây. Đu dây để leo núi á. Bấm xuống ha. Đó. Khi leo núi mà bấm cái mình đưa lên từ từ ha, nó giữ lại ha. Cái đoạn này thì nó không có dài, đoạn này tầm 1,5 m mọi người, nó tầm 1,5 m ha. Còn muốn dài mọi người về đấu vô. Rồi mã nó là số 7 ha, 400.000. Rồi hút dây nè. Này bác nào bữa đi mua đất này kia cần cái thước dây đo đất nè, 50 m nha, Tajima thương hiệu Nhật. Rồi còn đẹp chung thước này thì xài bền lắm, nó là loại dây BCU BU gì đó, nó chắc lắm mọi người, không sợ bị đứt đâu, xài bình thường không dễ gì bị đứt nữa đó. Nó mà lấy kéo cắt ha, dao cắt thì nó mới đứt được, chứ sợ thường quay vô ra vô sao đứt nổi, chữ nó cũng không phai nổi nữa. Chung thước Nhật cái chữ nó nét, rất là nét luôn, nó xài tới banh cái thước mà chữ nó vẫn còn nguyên thôi. Em nói là mấy cây mà nó bị hư này kia xài nó cũ á, mà vẫn chữ nó vẫn còn rõ luôn. Không biết cái công nghệ này nó làm chữ rất là hay, chất lượng cái dây rồi chắc. Rồi 50 m nữa nè, rồi xem mà nó có hai mặt ha, mặt nào sợ cũng được. Cái này về mới bị mắc mưa ha mọi người, nó hơi ướt cọng dây nha. Cái này về mọi người có thời gian phơi nắng nó lên cái nền nó khô lại. Dây ướt cũng không sao, nguyên bộ ướt không sao, tại vì nó bằng nhựa nè ha. Này dây này bằng BU mà, không phải bằng sắt nên không sợ nha. Rồi mã số 8 nè, 400.000. Về được con chân máy chụp hình Webon Made in Japan này, cái túi cũng Japan sản xuất, móc khóa Japan Nhật nè, móc khóa Nhật, còn cái túi luôn Webon. Cái dạng chân này bỏ túi, bỏ ba lô đi du lịch thì ok nè. Nó vừa phải.
cái này để mình quay lên quay xuống ha, nâng nó cao chiều cao nó lên. Rồi cái này là điều chỉnh đa hướng, chung là cái đầu nó đầu dầu đa hướng, nới hai cái tay này với cái này là mình xoay đa hướng được nữa ha, quay lên quay xuống gì đó. Cái này là khóa, cái này là khóa không cho quay nữa ha. Rồi nó bung hết chân ra thì mọi người xem nó dài bao nhiêu nha. Bung chân thì bung bằng này, bung ra. Cái này nó còn bộ nó bằng nhôm luôn rồi nè, nhôm tấm rất là chắc mà nó đẹp nữa, nhôm nên nó rất là đẹp. Chân chu rất là nhẹ, không có bị cắn mớp gì hết nha. Chung cái bộ này đẹp. Khóa lại, kéo dài ra rồi khóa lại. Rồi. Đúng rồi. Nó cao quá em quay không có hết cái cây nữa, để em đo thử nữa. Rồi cái chiều cao con này là 1m16, bung hết chân ra nha mọi người, bung bẹt ra hết cỡ. Còn mọi người xài nó tấm tấm vậy thì cũng được nè, đứng tấm này thì nó cao hơn tí ha, để đo coi tấm như vậy cũng đứng được, được 1m25 nè ha, 1m16 đến 1m25 ha, tấm cái chân vô tí mình xài. Đẹp chưa, không tít, không có bị con này không có bị dập gì hết luôn, đẹp. Rồi xếp lại, gọn lại là nó xếp gọn lại còn mà đây 38 cm ha. Rồi chân V-bone này mở 9 ha, 1,1 triệu cho mọi người. Chân V-bone bằng nhôm. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu cái con máy khò chuyên dụng loại công suất cao của Nhật nè mọi người. Đây. Đây là máy khò dùng khí, hơi khí, nó thổi hơi khí để khò. Đây là điện 100V, công suất 700W ha. Áp là 0.2 kg. Rồi 60 đây 60 gì vậy? N L trên phút ha.
60 lít à? Tính phun dung tích gì vậy? Dung tích khí đốt khỏi ra sao? Đây là dây nguồn mọi người, dây nguồn nó nè. Dây nguồn thì mình sẽ vô bên cái máy có hộp rất là chắc chắn đây dây nguồn nè. Dây nguồn vô điện 100V. Rồi giờ mình sẽ cắm điện vô. Ở đây là dây hơi nè mọi người. Hả? Dây hơi này vô cái cục motor nó bơm hơi nè. Cục motor này có công suất là 90W, điện 100V ha. Vòng tua là 2600 vòng đến 3200 vòng phút. Đây, cái van này để khóa khí rồi ha, để giảm lượng khí hoặc tăng. Có cái van cho cây súng. Đây là cấp điện cho cây súng ha, cấp điện cho nó nóng lên. Rồi công tắc đây là ốp nè. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 đến 11 ha, 11 nấc điều chỉnh. Đó là motor. Motor nó ra nó hơi nó ồn vậy nha mọi người, chứ không phải là nó bị kêu nè. Chính xác là nó hơi nó né hơi ra. Đây là điều chỉnh nhiệt độ ha. Độ nóng. Đó. Sao pa ra. Cái lượng gió nó ra rất là mạnh hơn. Và nó cái đầu bét nó nhỏ ha. Tại vì nó là chuyên dụng khò mấy cái cũng là giống như bên ngành sơn đó mọi người. Khò mấy cái chỗ sơn này đó ha, xả sơn ra. Mình lấy lửa mình khò mấy chỗ cái cạnh này kia. Em biết là nó như vậy ha. Đó. Đầu bét này cỡ tầm 6 ly ha, lỗ. Rồi cái máy chuyên dụng này mã số 10 nha, 1,6 triệu. Này kích thước 3 nhân cho 30 ha. Rồi tiếp theo mình có ba cái bình hơi, bình chứa hơi cho mọi người. Cái đầu tiên này là chứa hơi cao áp nha mọi người, chú ý nha, nó bằng hợp kim nhôm máy bay á, rất là nhẹ mà nó chịu áp rất là cao. Đây áp tới 29.5 kg ha, 29.5 kg đó. Áp thường dùng là 23.5 kg, là 23.5 kg. Mình dùng, mình muốn dùng nhỏ hơn mình dùng ha, mình cho nó vô thì mình dùng. Đó,
Ở đây van vô nè ha, mọi người chú ý cái van vô nó khác cái van loại áp thấp nha. Đây là co áp, mọi người chú ý ha. Là mình phải có cái đầu gắt này thì đầu cái mình mới vô được nha mọi người. Em nói trước tại vì mọi người không có thì về vô nó lại khó. Đó, hiện trạng là nó như vậy ha. Bằng nhôm ha, full nhôm hết. Cái tay cầm là bằng nhôm luôn. Cái đồng hồ ở đây nó bể rồi, mà nó còn kim nè. Bị bể cái đồng hồ, nhưng bên dưới thì không ảnh hưởng. Ở đây có cái van chỉnh nha, hơi kín nha mọi người. Mình vô hơi rồi nó ok. Đây van xả nè ha. Cái bình không có bị gì hết mọi người. Chung mình nhôm nó còn nguyên. Nhôm thì khỏi sợ mục ha. Hợp kim nhôm mà nó rất là dày. Nè mối hàng của nó nè, coi được chưa, nó chịu tải áp cỡ đó là mọi người biết nó chắc cỡ nào ha. Của mát nha, thương hiệu mát của Nhật, bình này do ban sản xuất đó. Đầu ra nó cũng là cao áp rồi, đầu cái gắt nó nhỏ ha. Rồi bán đại nha mọi người, 500.000 ha. Người nào về xài được thì xài ha, biết xài thì mình xài. Rồi mã 11 500.000. Cái này là cũng để tính xài mà để lâu quá chưa có thời gian để mình chế nó lại, chế cháo lại nó mới xài được. Tại vì giờ nó cái đầu nó là cái gắt đó mình kiếm thì nó là ít khi gặp ha. Trước còn chế lại thì mọi người chế, còn chế rắc khác thì chế, mọi người chế được thì chế ha. Còn đây là cái bình của Hitachi, cũng là cao áp nha, Hitachi gia băng. Cái bình này rất là dày luôn nha, nó nặng tới 7 kg. Nhìn nhỏ nhỏ thì mà nặng 7 kg nó là biết cái thép nó dày cỡ nào. Bình sắt gia băng sản xuất luôn nè, chữ Nhật không của Hitachi. Bình này áp cũng là áp áp tối đa là áp nè 29.4 kg ha, MPa ha. Bình 12 lít. Đó. Áp quá tải là 29.4 kg ha. Bình này đầy đủ. Đồng hồ nè, đồng hồ nó là 35 kg, MPa 3.5 MPa, hai gắt ra ha, cũng là rất cao áp, loại đầu nhỏ nha. Rồi một cái van xả nè, van xả này nè, nó sẽ xả cái lỗ nè. Rồi một đầu van vô nè, cũng là cao áp, đầu nhỏ xíu. Ha. Bình này nó là 12 lít ha. Kích thước nó 35. 35 nhân cho 21. Nào có van tăng chỉnh, chỉnh cái đầu ra mọi người. Mình chỉnh tăng giảm cái lượng khí ra, cái áp ra. Và mã 12 nha, 900.000. Bình rất dày luôn nha, tại vì bình cao áp mà nó làm rất là dày, nặng lắm, 7 kg. Còn bình này cao áp nhưng mà bằng nhôm hợp kim nên rất là nhẹ, này rất nhẹ. Rồi, tiếp theo con bình này của một cái bình chứa luôn. Bình này nó chuyên dụng bên ngành nha khoa này mọi người. Ngành nha khoa trong bác sĩ đó. Nó chống rung và nó làm cho im cái máy nó vận hành, nó sẽ im không có ra tiếng động mọi người. Mà cái này là cái bình chứa thôi nha, còn mọi người ráp máy thì ráp lên 4-3 con ốc này nè. Mọi người coi nè, cái chân cao su đó nè, chân để chịu cái máy đó. Nó chống rung ha, chống ồn. Bên này có rạp bên này, rồi bên này ha,
Made in Germany nữa ha. Made in Germany. Đó. Thương hiệu của hãng nha sĩ nha khoa nè. Nó sản xuất đồ nha khoa không ha. Của Đức. Ở đây là có van vô nè ha, đầu này vô. Đầu này xả ra nè, có cái van luôn. Có van khóa luôn. Còn cái này là cái van an toàn. Cơ. Này cái cây bắt ốc. Rồi cái này để xả bình. Xả để xúc vệ sinh này kia ha. Bình này áp nó 15 bar ha. 15 bar là 15 kg mọi người. Cái áp sử dụng là 10 kg ha. Sử dụng 10 kg trở xuống. Áp thường sử dụng là 10 kg trở xuống ha. 10 kg là dân dụng mình xài thường xuyên. Bấm xe sơn đồ sơn này kia đồ á, 8-10 kg. Thấy thường xài nhất ha. Đây chân nó là chống rung ha, chống rung cực kỳ hay luôn nè, 4 cục cao su bự. Đó, chống rung. Nó rất là im, nó đứng rất là im. Rồi kích thước con này là cỡ 45 ha, 45 nhân cho 23 4 gì. Cái bình này thì nó để lớp tùm lắm. Đó cỡ 20 lít. Thì cái bình này là 10-12 ha. Cái bình này thì tầm 20 ha mọi người. Tại vì không thấy nó ghi, hoặc là nó ghi mà nó bị file rồi đó. Nên không biết nhiêu lít. Cái này phải tầm 20 trở lên á. Ở dưới đâu, tại vì cái bình nước mình 20 nó cũng cỡ này trở lên. Rồi cái bình này mã 13 luôn. 600.000. Cái bình này cũng nặng đó nha. Dày nặng. Ở bình này hơn 10 kg rồi mọi người. Cái bình này hơn 10 kg luôn. Cái bình này 7 kg. Rồi. Giới thiệu mấy cái này, mấy cái đồ Nhật nè, đồ dùng của Nhật. Rồi đầu tiên là cái đây, tấm chải. Cái tấm này đây, cái tấm này là như là tấm trải bàn nha mọi người. Đây, đây là cái chất liệu nó em dịch được ra từ Google ha. Đó, chất liệu nè, 50% cái gì đó. Rồi, tấm là mùa hè. Nó dịch ra mùa hè. Có nghĩa là nó không thoáng. Đây, người nhìn kỹ lại là nó sẽ không thoáng ha. Nó là giống như tấm trải bàn nha mọi người. Đây. Biết gì đó quà tặng, cái này dùng làm quà tặng. Rồi kích thước nó là 103 cm nhân 120 cm ha. Đó bung ra mọi người là 103 nhân 220 cm ha. Mã 14 giá 250.000. Tấm này đẹp lắm nè, tấm này giống như tờ tấm ga, tấm chăn ha. Nó giống như cái khăn mọi người, tấm này là vải cô tông. Đây, khăn. Nó cũng dịch ra là khăn. Mô tả là hoa anh thảo. Nó được thiết kế bởi người Pháp
cái thương hiệu thiết kế nè, sản xuất tại Nhật. Rồi kích thước nó là 140 x 250 cm, mở ra nó là 2,5 m luôn nha mọi người, 1,4 m x 2,5 m ha. 100% chất liệu là cotton tông. Rồi đây là nó thiết kế bởi cái hoa hoa gì đó? Hoa anh thảo ha. Đây hình cái hoa anh thảo nè, thiết kế của người Pháp, chắc bà này thiết kế rồi mọi người. Đó là công ty, rồi cái bà thiết kế rồi sản xuất ở Nhật, rồi mới 100% luôn, mới nè mới nguyên luôn, 100% cô tông ha, 1,4 m x 2,5 m. Đây cái độ dày nó là mọi người, đây độ dày nó rất là mỏng nha, giống như cái khăn nha mọi người, khăn khăn chải nha, nó là dạng như khăn chải, chải đầu chải ha. Rồi nó kích thước phù hợp thì mình sử dụng. Rồi mã 15 ha, 500 ngàn. Đây nguyên hộp nữa nè, tiếp theo một cái khăn này nữa. Khăn này là cái thương hiệu của Pháp nè, thương hiệu này nó quen thuộc ở Việt Nam mình đây, nó có đại lý, nó có công ty ở Việt Nam đó. Đây sản xuất tại Tokyo Nhật ha. Đây chất lượng 100% acrylic và 100% cotton, cũng ghi là 100% cotton. Kích thước là 130 x 180 ha, 1,3 x 1,8. Đây cái loại này nó cũng giống như cái khăn mọi người, cái độ dày nó nè, mỏng mỏng như khăn luôn, giống cái khăn đó mọi người. Pierre Cardin ha, Pierre Cardin thương hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp. Rồi cái này mã 16 ha, 450 mọi người, 450 ngàn. Còn cái này đọc nè, cái này là cái áo, cái áo gọi là áo áo truyền thống, áo truyền thống, áo khoác truyền thống của Nhật. Đây nó rất là to rồi, nhưng mà nó dạng áo khoác mà không có nút nữa, nó có phần dây khoác này thôi. Dây nó sẽ buộc như vậy ha. Đó. Đây này mới 100% nhiều người, còn một phần nguyên hộp, chưa có phải là sẵn đó. Đây rất là to nha, quá là như vậy ha, rất là ngộ, nhìn nó lạ lắm. Người xem phim Nhật, xem phim thường thấy mấy cái áo khoác, mấy cái ông khoác là nó như vậy á, cái truyền thống hồi xưa họ khoác, chứ giờ không biết mấy ông người Nhật còn khoác cái nào nè. Dạ, xưa nó dài 80 nha, em đo kích thước cho người chiều dài nó là 80. Rồi cái vòng eo nè, đây vòng eo là 55 ha, 55 nhân lên là 110 nha mọi người, nhưng mà nó rất là dày nha mọi người, trừ cái phần dày nữa nè, nó trong nó là bông, rất là dày luôn nè, trong là bông, vải rất là xịn, vải nhìn lên rất là xịn luôn nè, cái vải này thì đường mai rồi nó xịn. Đây để thông số nè,
áo khoác Nhật, áo khoác truyền thống nha, áo khoác truyền thống. Rồi áo truyền thống giống như là áo truyền thống của mình là áo dài vậy, áo này nè. Cái tay nó dài 37 ha. Rồi 23, ống là 23. Ống 23, tay dài 37 nha mọi người. Cái này mặc ấm lắm nha mọi người. Mùa đông mà bao ấm luôn. Khoác hả? Áo này nhìn khoác rất là dày nha, giống như cái áo mình mặc mùa đông, mặc đi mặc Đà Lạt á, nó dày như vậy á. Cái vải nó đẹp lắm, vải này nhìn vô gờ vô là nghe nó đẹp, nghe nó xịn nè. Xếp lại nó vậy nè, xếp nó không có nhằn, vải này nó tốt. Rồi mở 17 ha, 450 nha. Cái áo khoác truyền thống của Nhật nguyên hộp luôn nha, nè con hộp mới nè, nó chưa có xài. Rồi tiếp theo cái con ba lô này của lính nè mọi người, ba lô lính, ba lô lính nó bệnh á. Đây bự như nè, ba lô mà nó dạng nguyên cái túi luôn mọi người, nó có quai ba lô nè, móc khóa nè, cái móc bự ra, móc móc bằng thép. Làm rất là chắc chắn quân đội mà. Này nó bỏ cái gì không biết nè, để dài ra nó giống như cái ba lô du lịch, dài lắm nha, không biết mang sao luôn. Đây nó dài là khoảng 90 mọi người, chiều dài nó 90. Rồi như như cái túi bào bố luôn, cái bào này chiều ngang nó là 60 nha, ngang 60 ha, dài 90. Ờ đúng rồi, về 90 nha, 60 ha. Đó. Có một cái túi à, túi mà cái này tiếc cái đáy nó bị nó lủng một lỗ nè mọi người ha, bị chày nó lủng vô lỗ luôn rồi. Đây nè, trúng cái gì mà nó lủng một lỗ này phải vá lại, vá lại là mình sợ. Nhìn nó xịn quá nè, cái móc này bằng thép luôn mọi người, chắc lắm. Chứ lại bên trong không biết nó làm cái gì mà nó dính cái, nghe dính cái gì giống như cái keo keo mọi người, nó dính dính vậy nha, rồi về giặt ra chứ không về nó nghe nó vậy hả, sao nó dính dính cái chất gì. Rồi chú ý giùm ha, cho nên bán cái này rồi để rẻ đi, rẻ 300.000, mã số 18. Cái ba lô, ba lô lính cái này tiếc quá, bán rẻ chứ tại vì nó bị lủng một lỗ, lại nó dính cái keo gì không à. Đó, 18 ha, 300.000. Chứ nếu không là nó đẹp lắm. Đây có cái túi du lịch nè. Du lịch mà dạng có quai đeo ba lô luôn nha, rất đẹp. Quai đeo nó nằm đây. Rồi giới thiệu cái này trước. Rồi đây là cái này con biết gọi nó là cái gì, giống như cái tủ chứa đồ di động
Tủ treo quần áo di động ha. Cái này là lúc nó xếp gọn nha mọi người, nó xếp gọn lại là nó đi như cái túi túi xách, túi đeo chéo, cái cặp ha. Kích thước. Rồi 57. 57 x 45 ha. 57 x 45. Dành cho đấy nó 8. Rồi mở ra nè. Khóa bằng đồng hết mọi người. Cái này nó làm xịn, khóa bằng đồng hết. Rồi mở ra mới là chính thức công dụng luôn thôi. Ê mọi người nhìn thấy không? Đây có một cái móc treo này. Treo lên ha. Treo lên. Treo lên nó sẽ như vậy. Rồi, treo lên rồi thì mở ra. Mở ra. Kéo xuống. Đeo cái này nó giống như hai cái cửa. À, hai cửa mở ra. Đây, treo lên rồi mình sẽ lấy móc này mình treo đồ ha. Móc này nó làm để treo đồ nữa. Ơi, treo mấy bộ đồ vô đây. Này giống như cái tủ đồ đi du lịch, tủ đồ di động. Đây là cái lớp chống nước nha mọi người. Lớp PU tráng, PU lên vải. Vải này giống vải cam vót. Rồi nó tráng PU bên trong mà chống nước đó. Nó làm cái tủ đồ chống nước. Đây cái dây để giữ đồ lại đó cho nó đừng có bay. Ở đây có một cái túi nhỏ nữa. Hai cái móc theo cái bộ này luôn ha. Khóa ở móc treo. Rồi, mặt bên ngoài nó có một ngăn nữa, có cái ngăn này nữa thôi, đứng bên ngoài. Này không xài cất chỉ vô cất vô chỗ này ha, gọn thành cái cặp sách. Rồi qua đeo chéo nè, đầy đủ móc bằng đồng ha, móc rất là xịn nè, móc xịn đồng hết. Tay hiệu nó nè, rồi cái cặp cặp du lịch ha. Mã số 19 nha mọi người, 900 ngàn. Còn rất mới, đẹp. Rồi cuối cùng là cái ba lô nè, xin lỗi là cái túi du lịch. Mà nó cũng là ba lô luôn, tại vì nó có quai ba lô. Mọi người xếp gọn lại như vậy ha. Nó có mấy cái khóa nè để rút gọn nó lại, gọn lại rồi mở cái này ra thành cái ba lô ha, mở ra luôn đó. Đây đó, nó là 2 trong 1 ha, túi du lịch và ba lô mang nè. Vô dây chỗ này nha, không xài ba lô thì cất vô. Nó là không ai biết hết, nó là thành cái đáy của túi du lịch. Đầy đủ quai sách nè ha, quai sách rồi quai đeo chéo. Đây. Hiểu nó nè. Rồi ngang rồi.
Còn to nhất đây. Cái này độ khoảng 30-40 lít ha. Là 40 lít mọi người đựng đồ thoải mái luôn. Chục bộ đồ. Cái này thì nó tiếc một cái là nó bị đây. Nó bị cái quai nó hư đây mọi người. Ha. À nó bị ấy một lỗ nè. Với cái quai nó bị như vậy ha. Đó. Chung nó xấu chỗ này. Nó xấu bên đó đó. Đó. Còn ở đáy nó đẹp. Nó chỉ xấu bên đó. Xấu bên cái quai này nha mọi người. Rồi. Bán cũng rẻ luôn. Mã 20 nha, 350. Túi du lịch. Đây, kích thước nó khoảng 50 nha, 50 nhân cho 30, 50 30 nhân 20. Rồi, kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.